Yamaha Grand Hybrid có phiên bản Made in Thái Lan, giá từ 43,1 triệu đồng. Xe tay ga Yamaha Grand Hybrid thế hệ mới có thêm phiên bản sản xuất tại Thái Lan mang tên Yamaha Grand Philano Hybrid vừa được Yamaha Thái Lan phân phối hai phiên bản, giá bán từ 64.700 bạc, khoảng 43,09 triệu đồng. Gần 2 tháng sau khi được Yamaha trình làng thị trường Việt Nam, thế hệ mới của xe tay ga yamaha g răng hybrid tiếp tục được hãng xe nhật bản sản xuất tại thái lan và phân phối ra thị trường khác với thị trường việt nam g răng hybrid thế hệ mới made in thái lan có tên yamaha g răng filano hybrid so với phiên bản sản xuất tại việt nam g răng filano hybrid không có khác biệt về kiểu dáng kích thước thiết kế mẫu xe này sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp với vóc dáng người Đông Nam Á, ở phía trước cụm đèn pha tạo dáng hình kim cương mạ chrome tích hợp công nghệ LED. Yếm xe tích hợp đèn xi nhan đặc dọc nhưng được tạo dáng mảnh hơn phiên bản cũ. Xe có kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1820x684x1155mm. Chiều dài cao yên 107mm và trọng lượng xe 101kg. Bình xăng có dung tích 4,4 lít. Đáng chú ý, Grand Filano Hybrid cũng được trang bị hệ thống kết nối Econet sử dụng trên hệ điều hành iOS và Android với các chức năng tiện ích như màn hình LCD của xe hiển thị thông báo tin nhắn, email và cuộc gọi từ điện thoại. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn hỗ trợ báo lỗi khi xe gặp sự cố hoặc hỏng hóc, báo lịch thay nhớt, tình trạng ắc quy hay báo mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của xe và xác định vị trí. Các trang bị khác như học chứa đồ phía trước tích hợp cổng USB. Học chứa đồ chính bố trí dưới yên xe dung tích chứa 27 lít. Xe trang bị hệ thống động cơ Blue Core Hybrid thế hệ mới 4 thì, xi lanh đơn, FOHC, dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI, kết hợp với bộ phát điện thông minh. Theo Yamaha, trong vòng khoảng 3 giây sau khi xe lăn bánh, bộ phát điện sẽ kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ. Hiệu quả rõ nhất khi lên dốc hoặc chở thêm người tại Thái Lan, Yamaha g Philano Hybrid có hai phiên bản, gồm G-Ranger Philano Hybrid STG và ABS đi kèm giá bán từ 64.700 69.200 bạc, khoảng 43,09 46,09 triệu đồng. Trước đó, Yamaha g Hybrid mới tại Việt Nam phân phối với giá từ 45,9 51 triệu đồng.